mức giá cho cái những cái đơn hàng xây dựng ấy, thì cũng khá là rẻ, nó rơi vào tầm độ 60 cho đến 80 triệu thôi. Thì do vậy là chúng ta phải chuẩn bị một cái khoản tài chính nhất định. Nếu mà thị trường Singapore hiện tại bây giờ thì chúng ta phải chuẩn bị một khoản tài chính rơi vào khoảng 120 cho đến 130 triệu. Xin chào mọi người nhé. Lại một năm mới, năm 2023. Không biết là mọi người ăn Tết có vui vẻ không? Thì mình cũng đã bắt đầu làm việc rồi, mình đã qua Singapore. Thì trong cái thời gian nghỉ Tết ấy, hơn một tháng ở Việt Nam, thì mình có nhận được rất là nhiều những câu hỏi của những bạn trẻ từ 18, 20, 25 cho đến những người cũng khá là nhiều tuổi rồi, có gia đình rồi, như là 30, 40, 45 cũng có. Có một anh là hơn 50 rồi cũng hỏi mình về một vài cái công việc ở bên Singapore thì có đi được không trong năm mới này. Những ai mà có nhắn tin qua Zalo hay là Facebook với mình thì mình cũng ok, mình cũng nói chuyện và trả lời cho từng những cái trường hợp cụ thể. Trong cái đợt Tết thì có một chị thì chị cũng có hỏi mình và mình cũng tham vấn cho chị ấy, và chị ấy đã đi thành công một cái đơn mà chị ấy mong muốn qua một cái bạn trẻ mà mình giới thiệu. Thực ra thì mình chỉ giới thiệu thôi chứ mình cũng không có một cái lợi ích gì trong cái việc mà giới thiệu cho những cái đơn vị mà làm xuất khẩu lao động nhé. Những cái đơn vị nào đã đưa người sang Singapore thành công với uy tín thì mình sẽ cố gắng kiểm tra chất lọc và giới thiệu cho các bạn, để các bạn có được một cái nguồn, có một cái nguồn tham khảo, cũng như là một cái đơn vị mà có thể gửi gắm được niềm tin cũng như là tiền tiền của hy vọng của mình vào đó, tránh cái tình trạng mà bị lừa cũng như là mất mát thời gian, công sức, tiền của. Đi vào cái chủ đề chính, đó là năm 2023 ấy, ở Singapore, thị trường Singapore thì có nên đi hay không, có đáng đi hay không, và những cái điều kiện để đi là như thế nào, có nhiều đơn hàng hay không, và chi phí sinh hoạt hiện tại ở Singapore thì ra sao, rồi vân vân và mây mây đó. Nói tóm lại là rất là nhiều những người mà muốn đi xuất khẩu lao động, đặc biệt là cái thị trường Singapore, thì chắc chắn các bạn sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi đang băn khoăn ở trong đầu và muốn được giải đáp đó. Mình thấy là cái thị trường Singapore hay là bất kỳ cái thị trường nào ấy, ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc, hay là Úc, Canada, thì nó đang rất là phù hợp đối với tất cả những người mà đang không có làm việc ở Việt Nam mà muốn tìm đến một cái môi trường làm việc mới mẻ, có thu nhập cao, mà lại không phải đòi hỏi một cái nền tảng cơ bản quá cao gì đó. Mình sẽ tập trung nói vào cái thị trường Singapore ấy. Thì hiện tại bây giờ đi sang Singapore thì yêu cầu những gì? Thì trước tiên thì các bạn phải chuẩn bị một cái hộ chiếu nhé. Đi nước nào cũng vậy, một cái hộ chiếu thì chi phí làm nhanh của nó rơi vào tầm 2 đến 3 triệu thôi. Đấy, còn nếu mà các bạn có thời gian chủ động được thì các bạn phải làm chậm, nhưng mà mất vào tầm tháng rưỡi 2 tháng đó. Cái chuẩn bị thứ hai đó là chúng ta phải chuẩn bị học tiếng. Thì đi đặc biệt là sang Singapore thì chúng ta phải biết tiếng Trung nhé, hoặc là tiếng Anh cơ bản tốt, thì chúng ta mới có thể đáp ứng được phần lớn những cái đơn hàng ở bên này. Thì sang bên thị trường Singapore thì được rất là nhiều người đã từng đi Đài Loan hay Trung Quốc lựa chọn là một cái đất nước thứ hai để họ đi, bởi vì họ đã có một nền tảng lao động ở bên Đài Loan và biết tiếng Trung rồi. Nên là rất là nhiều những cái bạn trẻ đã từng làm việc ở Đài Loan 3 đến 5, 7 năm, hoặc là làm việc ở Trung Quốc, biết tiếng Trung, tiếng Hoa, thì các bạn sẽ phần lớn là lựa chọn cái thị trường Singapore. Bởi vì sao? Bởi vì Singapore thì nó có một cái vị trí địa lý khá là gần với Việt Nam mình, chỉ rơi vào tầm độ 3 tiếng rưỡi bay thôi. Do vậy mà cái chi phí đi lại cũng như là cái lợi thế về địa lý, khi mà chúng ta có việc gì cần đấy, chúng ta có thể bay về Việt Nam nhanh chóng, chỉ có trong ngày thôi, bay 3 tiếng rưỡi nhá là có thể về Việt Nam rồi. Với lại là so với mặt bằng thu nhập của Singapore và Đài Loan thì nó cũng khá là tương đồng đó. Và một đặc điểm nữa đó là cái văn hóa ăn uống sinh hoạt của Đài Loan và Trung Quốc thì mình nghĩ nó cũng không có khác biệt quá lớn. Bởi vì như các bạn biết là Singapore, đất nước Singapore có hơn 70% là người Hoa nhé, người gốc Hoa ấy, là người Trung Quốc ấy đó. Còn Đài Loan thì đặc xịt là người Trung Quốc rồi, thì ai cũng biết. Do vậy mà cái văn hóa của họ cũng như cái ngôn ngữ của họ thì cũng tương đối là giống nhau, nên là các bạn thích ứng một cách rất là dễ dàng. Đó là một lợi thế khá lớn cho những người mà đã lao động ở Đài Loan rồi. Còn những người mà chưa chưa đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan hay là Trung Quốc, hoặc là chưa biết một thứ tiếng gì ngoài tiếng Việt ra ấy,
Thì các bạn cũng hoàn toàn yên tâm, chúng ta phải chấp nhận là đầu tư từ 2 đến 3 tháng để học tiếng nhé, học tiếng Trung ấy. Thì chúng ta cố gắng học làm sao để có thể giao tiếp một cách cơ bản nhất đó, trong cái ngành nghề lĩnh vực hoặc trong cái đơn hàng mà chúng ta đang lựa chọn. Ví dụ như là chúng ta làm việc trong khách sạn thì chúng ta phải học về tiếng Anh khách sạn hay là tiếng Trung khách sạn. Nếu mà trong khách sạn thì đa phần chúng ta phải học tiếng Anh rồi, chắc chắn. Bởi vì tiếng quốc ngữ ở bên Singapore họ quy định là tiếng Anh nhé. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm những ngành dịch vụ như là ngành quán ăn ấy, quán ăn nhỏ ở Singapore, những ông chủ Singapore ấy, người gốc ngoài, thì chúng ta chỉ cần biết tiếng Trung thôi là ok rồi. Đó. Thì cái yêu cầu thứ hai đó là chúng ta phải học tiếng nhé. Chúng ta phải học tiếng, một là tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Nhưng mà mình thấy phần lớn đến 90% là chúng ta học tiếng Trung. 99% chứ không phải là 90% đó. Còn tiếng Anh đa phần là dành cho những cái bạn mà đã có bằng cấp cao, ví dụ như từ cao đẳng, trung cấp hoặc là kỹ sư trở lên. Ví dụ như mình ấy, thì bắt buộc mình phải học tiếng Anh, nghe nói đọc viết thành thạo để có thể đáp ứng được cái công việc với cái vị trí cũng tương đối là cao như vậy. Hoặc là những cái bạn IT ấy, bởi vì tất cả những cái văn bản giao tiếp hoặc là tất cả những cái công ty đa quốc gia thì họ đều giao dịch cũng như là sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh, tài liệu tiếng Anh. Còn đa phần những cái người mà xuất khẩu lao động bình thường đi sang Singapore thì đến mình nghĩ là đến 99% là học tiếng Trung thôi, bởi vì họ chỉ đơn giản là làm trong những cái ngành nghề rất là phổ thông như vậy đó, giao tiếp phần lớn là bằng tiếng Trung, nói chuyện với người chủ người quản lý của mình bằng tiếng Trung được là ok rồi đó. Thì đây thì cái tiếng cũng khá là quan trọng, nên là mọi người ai đang có dự định đi sang Singapore làm việc thì chúng ta phải chú trọng vào việc học tiếng cho tốt nhé. Cái thứ ba đó là về phần tài chính đó. Cái tài chính cũng rất là quan trọng đó, bởi vì phần lớn thì chúng ta đi sang Singapore thì hoặc là bất kỳ cái nước nào đi xuất khẩu lao động thì chúng ta phải thông qua một cái công ty môi giới, một cái công ty tuyển dụng lao động nhé, từ tổ chức nhà nước hoặc là tổ chức cá nhân, thì phần lớn là tổ chức cá nhân thôi, đó, công ty cá nhân. Thì do vậy là chúng ta phải chuẩn bị một cái khoản tài chính nhất định. Nếu mà thị trường Singapore hiện tại bây giờ thì chúng ta phải chuẩn bị một khoản tài chính rơi vào khoảng 120 cho đến 130 triệu. Đây, đấy là cái khoản chi phí rất là phổ biến đó, cho những cái đơn hàng ổn ổn một chút, ví dụ như là khách sạn, nhà hàng hay là phục vụ quán ăn hay là làm việc trong siêu thị, làm việc trong những cái store hoặc làm việc trong những cái kho hàng, công ty xuất khẩu, công ty sản xuất đó. Thì đấy là một cái giá chung mà mình thấy là rất là nhiều người phải chịu cái giá đó rồi. Ngoài ra thì có những cái mức giá rẻ hơn nữa. Thì ví dụ như là cái mức giá cho những cái đơn hàng xây dựng ấy, thì cũng khá là rẻ, nó rơi vào tầm độ 60 cho đến 80 triệu thôi. Hoặc là những người mà may mắn ý, có tay nghề một chút, thợ hàn thợ hiếc ấy, mà có những cái đợt những cái công ty trực tiếp ở bên Trung Quốc ấy, họ làm việc ở bên Singapore, họ sang tuyển lao động Việt Nam thì họ chỉ yêu cầu một cái mức phí cũng rất là mềm, nó rơi vào tầm độ 20 cho đến 30 triệu thôi. Nhưng mà đây đây là những cái trường hợp đặc biệt. Thì mình nghĩ rằng không phải ai cũng tìm được những cái đơn hàng như vậy. Do vậy mà chúng ta hãy quan tâm đến những cái đơn hàng mà một cái lối đi chính thống bình thường mọi người hay đi, đó là phải qua môi giới nhá, qua những cái công ty dịch vụ về bên lao động đó ở Việt Nam mình. Và việc chuẩn bị thứ tư đó là chúng ta phải chuẩn bị về sức khỏe đó. Khi mà chúng ta muốn đi lao động bất kỳ nước nào thì chúng ta cũng phải có một cái sức khỏe ổn định tốt để chúng ta có thể đi được, lao động được, phục vụ được công việc. Thì bên Singapore hiện tại bây giờ họ làm việc từ 11 cho đến 15 tiếng là bình thường nhé, mà ít nhất bây giờ là từ 11 tiếng rồi chắc chắn đó, từ 7 đến 7 giờ. Thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý đó, khi chúng ta sang Singapore thì chúng ta phải có một sức khỏe tốt để có thể duy trì được công việc một ngày làm việc. Thì bình thường thì mình thấy là ngoài những công việc văn phòng, những công việc dành cho kỹ sư cao cấp một chút, thì làm việc hành chính là từ 8 giờ cho đến 5 giờ chiều ấy, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì những người lao động phổ thông bình thường như anh em Việt Nam mình sang đây thì phải làm việc từ 11 tiếng trở lên nhé. Đấy, nếu mà công ty nào, ông chủ nào hoặc quán nào họ có nhiều thời gian tăng ca thì chúng ta phải làm việc từ 14 đến 15 tiếng là bình thường.
thì làm việc với khoảng thời gian dài như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị một cái sức khỏe khá là tốt, ăn ngủ nghỉ cho điều độ để làm sao có thể giữ gìn được sức khỏe làm việc trong một khoảng thời gian dài từ 2 đến 3 năm, 5 năm. Mình thấy có bạn trẻ làm việc ở bên này được 5 năm hoặc là 7 năm, chục năm rồi. Đó. Thì cái thị trường Singapore hiện tại bây giờ thì cũng yêu cầu, cũng đang tuyển rất là nhiều đơn hàng. Bởi vì sau cái thời gian dịch bị lockdown ấy, không hoạt động, thì bây giờ rất là nhiều những cái công ty, rất là nhiều những cái văn phòng hoặc là rất là nhiều những cái cửa hàng đã mở ra rồi. Do vậy mà họ yêu cầu một cái lượng công nhân, một cái lượng lao động khá là lớn. Do đó mà khi mà chúng ta chọn cái thị trường Singapore thì cũng hoàn toàn yên tâm. Đây là những cái nhu cầu rất là thực tế. Lương ở bên Singapore thì nó có ok trong năm 2023 hay không? Thì mình thấy là 2022, 23 hay là 21 vài năm gần đây thì nó cũng không có gì thay đổi quá lớn. Thì cái mức lương thì nó cũng là một cái mức lương chung ở ở Singapore hiện tại bây giờ thì các bạn có quyền thu nhập loanh quanh rơi vào khoảng tầm 25 cho đến 30, 40 triệu nhé. Đó. Cho những người làm việc từ 2 đến 3 năm trở lên. Một năm, năm đầu tiên thì cũng khó, phụ thuộc vào cái đơn hàng mà mình đi và phụ thuộc vào cái độ may mắn của mình. Khi mà mình chọn được cái đơn hàng tốt thì cũng có thể ăn rồi bỏ ra được tầm độ 25 30 triệu là có, nhưng mà thường thì cái mức đó 25 30 triệu cho đến 40 triệu thì nó sẽ rơi vào năm thứ hai đến năm thứ ba đó, sau khi mà chúng ta đã có kinh nghiệm, chúng ta làm kỹ năng tốt, được ông chủ để ý và chúng ta có thể duy trì được công việc của mình thì chắc chắn là ông chủ sẽ tăng lương chúng ta, hoặc chúng ta sẽ có được nhiều thời gian làm việc overtime hơn đó, thì thu nhập chúng ta sẽ tăng lên. Ok, thì cái mức lương dành cho, ví dụ như là mình ví dụ cụ thể đi, cái mức lương mà phục vụ trong quán ăn nhé, ví dụ như là rửa bát, phụ bếp ấy, các thứ thì nó rơi vào tầm độ 1.600, ăn rồi bỏ ra được tầm độ ngàn ngàn tư đến 1.600, 1.400 cho đến 1.600 thì nó rơi vào tầm độ 25 triệu cho đến 30 triệu nhé. Có rất là nhiều người bạn mình đang làm với cái mức lương như vậy rồi. Còn nếu mà ai mà có tay nghề một chút, biết nấu ăn nhé, đứng đứng chủ quán thì nó rơi vào tầm 2.600 ăn rồi bỏ ra nhé, 2.600 ăn rồi bỏ ra thì nó rơi vào tầm và từ 40 triệu rồi, rất là ok đó. Thì mình cũng có tầm độ ba bốn anh bạn đang đứng bếp có mức thu nhập là 2.600 ăn rồi bỏ ra đó. Còn nếu mà những ai mà đi theo cái đơn hàng khách sạn đi, phục vụ khách sạn thì nó chỉ loanh quanh vào tầm 1.500 cho đến 1.800 chưa ăn ở nhé, 1.500 cho đến 1.800 là chưa ăn ở, trừ ra thì chúng ta chỉ có thể tiết kiệm được tầm độ 20 cho đến 20 22 23 triệu thôi đó. Còn riêng mà cái đơn hàng ví dụ như là cái đơn hàng về máy in ấy, làm việc trong xưởng in các thứ ấy, thì cái đơn hàng này thì mình có biết một vài anh bạn, lương thì không được cao lắm đâu. Thì theo chia sẻ của anh bạn này thì anh ăn rồi bỏ ra được tầm độ 1.000 thôi. Thì làm việc, cái thời gian làm việc thì nó không bị áp lực lắm, cũng khá là nhàn. Nhưng mà đổi lại thì ít có thời gian tăng ca và cái mức thu nhập hoặc là để dành ra thì cũng không được cao, tầm 15 20 triệu. Đổi lại thì công việc không áp lực và được nghỉ chủ nhật, thứ bảy. Đôi khi được nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ rồi. Thì đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc nhé. Cân nhắc những cái đơn hàng sao cho phù hợp với mình. Hoặc là cũng có một vài người bạn đang làm việc ở những cái công ty sản xuất ý, thì họ có được cái khoảng thời gian tăng ca khá là nhiều. Do vậy mà họ có thu nhập cũng rất là tốt, ăn rồi bỏ ra được 2.500. Có người làm lâu năm ấy, ăn rồi bỏ ra được 3.000, rơi vào tầm 50 triệu tiền Việt Nam mình. Thì đây là một cái mức lương cũng, mức thu nhập cũng khá là tốt cho những người đi lao động đúng không? Đặc biệt là cái thị trường Singapore này rồi. Thì ok, thì đấy là một vài chia sẻ về những cái thu nhập của những cái đơn hàng riêng biệt, thì để cho các bạn có được một chút thông tin để có thể lựa chọn đó. Thì đi sang Singapore thì đó, đơn giản chỉ là sang đây làm việc 11 đến 12 tiếng một ngày, rồi thì ăn ngủ nghỉ, đi sinh hoạt, đi di chuyển, đi lại. Nếu mà các bạn làm việc tại công ty thì họ sẽ, mình nghĩ là họ sẽ cố gắng tạo điều kiện cho chúng ta cái chỗ ăn, chỗ ở gần công ty. Nếu mà làm việc tại những cái quán ăn hoặc là những cái ông chủ ở những cái quán phục vụ nhỏ thì chắc chắn là người ta cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng ta
ăn ngủ nghỉ gần ở cái khu vực làm việc thôi đó. Thì mình nói qua một chút về cái chi phí nếu mà các bạn phải bỏ ra khi mà chúng ta phải mất tiền ăn tiền ở ở Singapore, thì nó rơi vào tầm tiền ở thì loanh quanh tầm 350 đô cho đến 400 đô một tháng, còn tiền ăn thì nó cũng rơi vào loanh quanh tầm đó. Do vậy mà nếu một người lao động bình thường ăn ở tiết kiệm ấy, thì chúng ta phải bỏ ra tiền ăn tiền ở một tháng ở bên Singapore nó rơi vào khoảng tầm độ 700 cho đến 800 đô nhé, 700-800 đô. Thì chúng ta nếu mà những cái nhà môi giới mà họ có nói là cái mức thu nhập bao nhiêu thì chúng ta phải hỏi thật là kỹ là cái tiền ăn tiền ở đã có hay chưa đó, thì để chúng ta có thể chiết khấu và tính ra được cái mức thu nhập của chúng ta khi mà chúng ta làm việc ở bên Singapore. Ok, thì hiện tại bên Singapore bây giờ thì họ sẽ có ba loại thẻ cho chúng ta, một là S-Pass, hai là E-Pass và ba là Work Permit nhé. Đây là ba loại thẻ phổ biến dành cho những người lao động từ Việt Nam mình sang bên này đó. Còn những cái thẻ cao cấp hơn thì mình sẽ không đề cập ở đây đó. Thì ok, mình quên, đó là một cái yêu cầu về giấy tờ nữa mà rất là nhiều người cũng có hỏi mình, đó là sang Singapore thì có cần yêu cầu bằng cấp 3 hay không. Thì chắc chắn rồi, theo quy định ấy, đa phần những cái ngành nghề lao động ở bên Singapore từ S-Pass trở lên thì họ yêu cầu phải có bằng cấp 3 nhé. Nhưng mà có một vài những cái ngành nghề lao động phổ thông cơ bản hơn như là ngành xây dựng ấy, thì họ không yêu cầu bằng cấp 3. Họ không yêu cầu bằng cấp 3 cho những người lao động công nhân phổ thông đó. Còn cái vấn đề bạn có bằng cấp 3 hay không thì nó cũng không phải là một cái vấn đề quá quan trọng. Bởi vì hiện tại bây giờ thì tất cả những cái môi giới ở Việt Nam mình họ sẽ biết cách tạo điều kiện cho các bạn để cho các bạn có thể đi sang Singapore làm việc một cách rất là hợp pháp rồi. Rất là hợp pháp, họ biết cách làm dù các bạn đi theo cái đơn hàng nào đi nữa. Mà các bạn không đủ một vài điều kiện, ví dụ như là bằng cấp 3, thì họ cũng có cách để tạo điều kiện cho chúng ta đi. Thì chúng ta phải chịu một lượng phí nhất định. Ok, thì cái video này thì mình xin được chia sẻ nhẹ nhàng một chút về cái một vài thông tin ở cái thị trường Singapore năm 2023 này như vậy thôi. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình mang lại một chút những cái kiến thức, những cái thông tin hữu ích để cho các bạn có một chút hành trang trước khi mà chúng ta đi đến cái thị trường Singapore này nói chung. Thì ok, xin chúc các bạn sức khỏe và mong các bạn tìm được những cái đơn hàng, những cái công việc phù hợp cho chúng ta trong năm 2023 này. Nếu các bạn là người mới xem kênh của mình thì các bạn vui lòng hãy để lại một subscribe hay là một like để động viên cho mình ra được nhiều những cái video chia sẻ nhiều thông tin hơn về cái thị trường Singapore nói riêng và tất cả những thị trường ở Đông Nam Á này nói chung. Ok, xin chào mọi người.